Kaido là một con rồng rất mạnh, đến mức mà chẳng ai dám phải đối đầu với ổng. Cho đến thời điểm hiện tại thì có thể thấy rằng Luffy là kẻ duy nhất trong thế hệ mới này có thể đánh nhau với Kaido. Và có thể làm được điều đó thì cậu đã phải hứng chịu nhiều đòn tấn công chí tử của Kaido. Đòn yếu, đòn mạnh, đến cả đòn kết liễu. Nhưng điều đó xứng đáng để cuối cùng Luffy có thể giành chiến thắng trước con rồng này. Nên là chào mừng các bạn đến với Tóc Khám Phá. Hôm nay chúng ta hãy cùng xem lại thử xem Luffy đã hứng chịu bao nhiêu đòn tấn công cực mạnh từ Kaido mà vẫn sống sót nhé. Loyal Bát Quái, đây chính là đòn đánh đầu tiên mà Luffy được nếm trải từ cây đại chùy của Kaido. Khỏi phải nói thì ai cũng đều thấy được sức công phá của đòn tấn công này khủng khiếp tới mức nào, khi nó không chỉ khiến cho Luffy phải nằm im một chỗ ngay trong một đòn, mà trong phút chốc nó còn cho người xem và bất kỳ ai xung quanh nó thấy được sự chênh lệch sức mạnh cực lớn giữa Kaido và chàng cao su này rồi nhỉ. Chỉ là một đòn quơ chùy bình thường theo chiều ngang, cứ như là đang chơi bóng chày, nhưng uy lực của nó lại khủng khiếp cực kỳ. Vì Loyal Bát Quái được Kaido sử dụng để ra đòn là cực kỳ nhanh và cực kỳ chính xác. Nếu diễn tả bằng lời thì có thể nói rằng dù biết trước thì cũng không thể nào mà né kịp. Và ngoài ra thì nó không phải là một đòn tấn công đơn thuần bình thường, mà khi Kaido sử dụng Loyal Bát Quái là cây đại chùy của hắn đã được bọc Haki cực đậm đặc rồi. Haki vũ trang, Haki bá vương có đủ cả. Và trong lần đầu tiên cả hai gặp nhau, Kaido đã thực sự sử dụng Loyal Bát Quái để bon vào đầu Luffy cho ngã ngựa chỉ bằng một đòn. Mặc dù là lúc đó Luffy đang ở trong trạng thái ghi 4, hoàn toàn không quan tâm tới việc đó là hình dáng mạnh nhất của Luffy tại thời điểm đó, chỉ cần một gõ là cậu bất tỉnh nhân sự luôn. Và có thể nói rằng, Loyal Bát Quái thực sự chính là chiêu thức thương hiệu của Kaido, vì rõ ràng là khi nhắc tới nó là trong đầu tự hiện ra hình ảnh Kaido cầm cây chùy one shot Luffy rồi. Thậm chí là khi Kaido nói với Luffy về việc Haki vượt trội đến thế nào so với trái ác quỷ, hắn còn sử dụng Loyal Bát Quái để làm ví dụ cho cậu nữa. Nên là dù cho Yamato có bắt chước cha mình rồi dùng Loyal Bát Quái đi nữa, thì cũng rõ ràng là màn thể hiện của Kaido đã chứng tỏ rằng ai mới là kẻ thành thục được đòn tấn công bá đạo này rồi phải không? Tam giới Red Narok, gác lại món đòn thương hiệu Loyal Bát Quái của Kaido thì chúng ta có tam giới Red Narok. Đây cũng là một chiêu không cần phải nói nhiều của con rồng này, khi mà uy lực của nó mang lại là cực kỳ lớn và có thể khiến cho bất cứ ai khác ngoài Luffy sẽ về chầu trời nếu như chúng đòn. Bởi lẽ đây là một đòn tấn công mà Kaido đã sử dụng trong khi đang ở dạng lai của mình. Như chúng ta đều biết thì sức mạnh của trái Zoan đáng sợ nhất là ở dạng lai của nó, khi mà người ta kết hợp dạng người và dạng thú để trở thành phiên bản thú nhân cực kỳ hùng mạnh. Với sức mạnh của loài vật mà cái đó sở hữu, cộng thêm độ linh hoạt và thành thục khi ở dạng người, khiến cho người sử dụng có thể thoải mái tung hết các sức mạnh tiềm ẩn bên trong cơ thể mình ra và dồn hết vào họng của kẻ địch, giống như cái cách mà Kaido đã làm với Luffy vậy. Sau khi gồng toàn bộ cơ trên cơ thể, bọc lấy cây chùy của mình bằng Haki vũ trang lẫn bá vương, Kaido lao thẳng tới Luffy và gõ cho cậu một phát. Ngay cả chính phủ qua dãy Red Line chắc cũng thấy thốn dùm cho Luffy sau đòn tấn công chí tử đó của Kaido. Và tất nhiên là nó sẽ còn đặc biệt hơn nữa nếu Kaido sử dụng tam giới Red Narok trong trạng thái say rượu của mình. Tới lúc đó thì chỉ có nước và ông bà ơn trên phù hộ mà độ dùm thôi, chứ sức người bình thường thì không ai chịu nổi cú ra đòn đó đâu. Vì không chỉ có Luffy mà ngay cả mái vòm cũng đã bị nứt ra sau khi Kaido thi triển tam giới Red Narok trong tình trạng say mềm của mình luôn, là hiểu nó khủng khiếp tới thế nào rồi. Hoàng đế Đại Dương. Thực tình mà nói thì đòn tấn công này hoàn toàn không chỉ nhắm vào mỗi Luffy, và nó cũng không chỉ có mỗi mình Kaido thi triển, mà đây là sự kết hợp cực kỳ tuyệt vời giữa hai con quái vật đáng sợ nhất biển cả lúc bấy giờ là Kaido và Big Mom, hướng thẳng đến đám tân binh non trẻ đang ở trước mặt và bắt buộc Zoro phải nhảy ra che cho cả bọn, chứ nếu không là năm thằng đi bán muối hết rồi. Đặc biệt là trong tình cảnh ngặt nghèo đó, Luffy vừa mới sử dụng xong Gear 4 và đang trong tình trạng hồi lại Haki của mình, nên rõ ràng là nếu như cậu dính chỉ một chút đòn tấn công đó thôi thì mạng sống của Luffy cũng sẽ không còn nữa. Bởi lẽ, đòn tấn công kết hợp giữa Kaido và Big Mom thực sự là một đòn rất đáng sợ. Không phải tự nhiên mà nó có tên là Hoàng đế Đại Dương, vì ngay cả Zoro cũng chỉ đỡ được một phần ảnh hưởng của nó, chứ không thể đỡ hết được cả đống sức mạnh được dội đến từ hai tứ hoàng. Nhưng ngay sau đó chúng ta đều thấy, việc đứng dậy với Zoro cũng đã khó rồi, chứ đừng nói đến việc tiếp tục chiến đấu. Nếu không có liều thuốc tăng lực từ tộc Ming thì có lẽ là Zoro đã không còn sức để hạ gục King luôn rồi. Còn Luffy thì hên là lúc đó cậu đã không còn di chuyển nổi nữa. Nhưng có Zoro đỡ đòn rồi nên Luffy mới được toàn mạng, chứ không thì mình sợ rằng Luffy cũng không còn thở sau đòn Hoàng đế Đại Dương đó rồi. Nhưng mà nhìn thấy hai tứ hoàng phối hợp với nhau hoành tráng như vậy thì không biết rằng liệu sau này Luffy có thể phối hợp với một tứ hoàng nào khác được như vậy nữa hay không đây. Gendari Ryusagan.
Đoan Rồng Thịnh Vượng. Nghe việc sub có vẻ hơi a đùi, nên tụi mình sẽ gọi bằng Gudari là được rồi nhỉ. Đây có thể là một đòn khá là bình thường so với những phương thức tấn công khác, đặc biệt là vì Kaido chỉ dùng cây chùy của mình xoay vòng vòng ở xung quanh mà thôi. Tuy nhiên, dù có một cách thức sử dụng đơn giản như vậy, nhưng độ bá của nó là không thể chối cãi được. Bởi lẽ lúc mà Kaido xoay chùy thì cũng là lúc mà cây chùy của hắn được bọc trong Haki Bá Vương cấp cao, khiến cho mọi đòn tấn công đều mang đến một cảm giác cực kỳ Yomos nếu phải trúng đòn. Mặc dù chỉ là xoay chùy vòng vòng, nhưng hóa ra nó cực kỳ phù hợp để có thể đối đầu với đòn Gatling của Luffy. Bởi lẽ, cậu cũng chỉ đánh loạn xạ một cách liên tục vào mục tiêu, nên việc quơ chùy xung quanh như vậy có thể khiến đòn tấn công của Luffy bị hóa giải không ít. Và tất nhiên là có nhiều lúc cậu sẽ cũng được ăn chùy nữa. Nên dù cho có một cách sử dụng khá là đơn giản, tới mức không thể tin nổi, nhưng khi được sử dụng đúng lúc đúng nơi, thì đây thực sự là một đòn tấn công khá là hiệu quả đấy đúng không? Đặc biệt là khi nó còn mạnh vờ lờ nữa, vì đã được bọc Haki Bá Vương nên chỉ cần dính thôi là thốn tới tận rốn luôn chứ không đùa. Toàn Long Diệt Tức hay còn có thể gọi là Chém Gió, nghe thì có vẻ hơi xạo lìn, nhưng sát thương mà nó mang lại thực sự rất ấn tượng. Bởi lẽ, Toàn Long Diệt Tức là một chiêu thức gây sát thương hiệu quả nhất mà con rồng đực này có thể làm, tất nhiên là ngoại trừ hơi thở bồ lô như mình đã nói ở trên. Kaido không phun ra lửa từ miệng, mà là một cách nào đó, hắn ta có thể điều khiển được cơn gió, tạo hình nó và phóng vào kẻ địch. Điều khiến Toàn Long Diệt Tức trở nên khó chịu với người bị dính đòn là nó thực sự có thể gây sát thương và khiến cho mục tiêu bị chảy máu, hoặc đôi khi là trở thành sang tóc đỏ luôn. Không phải tự nhiên mà mình gọi đây là chiêu thức chém gió, bởi những lưỡi đao cực kỳ bén mà Kaido phóng ra hoàn toàn có thể khiến cho bất cứ kẻ nào phải rớt nếu như dính phải. Và trong lần chạm trán cuối cùng của Luffy và Kaido, cậu đã nắm lấy người hắn để định vị, và vì thế Kaido đã sử dụng Toàn Long Diệt Tức chủ yếu để khiến Luffy buông tay ra. Mặc dù là những lưỡi dao đó rất là đau, nhưng Luffy thà chịu mất máu chứ không nhất thiết buông tay, nên mới phải dẫn đến việc Kaido chuyển sang dạng rồng lửa để tấn công cậu. Nhưng dù nói gì đi nữa, thì đây vẫn là một đòn đã từng sinh nhẹ cánh tay của Gyuku, và nó khiến không ít kẻ phải đổ máu vì nó, nên đây rõ ràng có thể được xem là một trong những chiêu thức đáng sợ của Kaido mà Luffy đã từng dính phải đấy nhỉ. Hơi thở bồ lô. Đây là một chiêu cơ bản ở dạng rồng mà hẳn là ai cũng đều quen thuộc với việc Kaido sử dụng nó rồi. Mặc dù là hầu hết những đòn phun lửa của hắn hơi vô dụng, vì mỗi lần Kaido sử dụng thì không ai chết cả. Thậm chí là Luffy dính ngay một đòn chính diện khiến cả cơ thể cậu cháy đen thui, nhưng Luffy vẫn có thể trở lại cuộc chơi và tiếp tục chiến đấu như không có gì xảy ra. Thậm chí là nó còn khiến cho cậu nóng hơn nữa. Mặc dù là đòn phun lửa mà Kaido phun vào Luffy không phải là hơi thở bồ lô mà là bọc tức, nhưng cơ bản thì nó cũng như nhau, là việc phun lửa mà thôi. Nhưng thật sự là mình chỉ đang đùa thôi, chứ việc Kaido thi triển mà không ai chết là vì họ không dính đòn. Có lẽ là vì mục tiêu của Kaido khi sử dụng hơi thở bồ lô chỉ là muốn gây khó chịu cho kẻ địch chứ không phải là kết liễu chúng, nên thường là hắn chẳng nhắm vào ai cả, cứ bắn ra xung quanh để thiêu cháy khu vực, để khiến cho mục tiêu phải cẩn thận, cũng là một nước đi hay đấy. Còn về Luffy, cậu dính trọn một đòn mà không hề hẹo thì điều đó cũng rất dễ hiểu. Bởi lẽ, Luffy lúc đó đang ở dạng ghi năm, ở cái dạng mà đến sấm sét cậu còn nắm lấy rồi quăng vào mặt người khác được, thì nói gì đến lửa. Có thể là so với sức mạnh ghi năm, tính chất của lửa từ hơi thở bồ lô đã bị nó tác động lên, nên khiến cho việc Luffy trúng đòn lúc đó không khác gì tình huống hài hước cả. Chứ thực tế mà nói thì lửa từ hơi thở bồ lô thực sự rất khó chịu. Nếu người thường nào mà bị dính đòn thì chắc chắn là cháy đen thui luôn chứ không thể trở lại và chiến đấu được như Luffy đâu nhỉ. Suronhake. Đây không hẳn là một đòn tấn công, mà đây đơn thuần là một phong cách chiến đấu đặc trưng của Kaido mà thôi. Tuy nhiên phong cách này thú vị ở chỗ, Kaido chỉ mới sử dụng nó để chiến đấu với Luffy trong truyện. Và chúng ta có thể thấy ngay rằng, cậu thực sự là một đối thủ đặc biệt khiến Kaido phải dùng tới dạng này để đánh nhau với mình. Có lẽ là Kaido nhận thấy rằng, thế hệ của Luffy là một thế hệ không thể đùa được. Vì nếu Big Mom đã ngã ngựa, thì hắn sẽ phải là người kết thúc trận chiến, chứ không được cà nhầy với đám nhóc nữa. Và cũng để cho việc thương tiếc Big Mom diễn ra ngay trong trận chiến, thì Kaido đã lôi rượu ra và nốc và tiến vào trạng thái Suronhake, trạng thái tí quyền cực kỳ hùng mạnh của Kaido, thậm chí là còn mạnh hơn khi hắn ở dạng tỉnh táo nữa. Điều đặc biệt của Suronhake là việc chuyển động của Kaido trở nên khó đoán hơn bao giờ hết. Bằng cách chuyển sang những dạng chiến đấu đặc biệt, tùy thuộc theo tâm trạng của hắn, Kaido có thể khiến kẻ địch đối đầu với hắn phải khóc thét khi đối đầu với con rồng này trong trạng thái say xỉn của mình. Và ở dạng Suronhake, những đòn tấn công bình thường của Kaido sẽ trở nên đáng sợ hơn bản tỉnh táo của nó, như tam giới Ragnarok bây giờ sẽ trở thành Lightning Hammer, có sức công phá đầu hơn rất nhiều, hay ở chế độ say xỉn tàn sát, thì từng đòn tấn công của Kaido lại còn được tăng đam và sát khí. Hơn nữa là còn rất nhiều trạng thái say rượu khác mà Kaido đã sử dụng trong lúc chiến đấu với Luffy, và tất nhiên là nó cũng bá đạo lắm chứ không chỉ những trạng thái say xỉn bình thường không thôi đâu nha.
Hỏa Long Đại Đuốc chính là đoạn cuối cùng mà chúng ta được thấy Kaido sử dụng trong trận chiến với Luffy. Tạm gác về việc nó có mạnh hay không thì chúng ta phải công nhận một điều, ở dạng này Kaido thực sự ngầu vờ lờ chứ không đùa. Nếu để chấm điểm thì mình sẽ chấm chiêu này 10/10 vì nó có thể là chiêu cuối của Kaido. Bởi lẽ Luffy có lẽ là người duy nhất đã được chứng kiến hình dạng này của Kaido, chứ trước đó hắn chưa từng sử dụng lấy Hỏa Long Đại Đuốc một lần nào. Và vì sao mà nó lại ngầu? Đó là nhờ vào độ hoành tráng của nó. Vì để có thể thi triển được hình dạng này thì Kaido sẽ phải tự mình tắm trong ngọn lửa mà hắn phun ra, và chỉ có đơn giản vậy thôi. Những ngọn lửa của Kaido sẽ được hắn tạo thành hình một con rồng lửa khổng lồ. Bình thường thì ở dạng rồng của mình, Kaido đã sẵn to và dài rồi, nhưng lờ có lớp hỏa da bọc bên ngoài mà kích thước của Kaido còn trở nên to lớn hơn rất nhiều, thậm chí là có thể to bằng cả Onigashima luôn chứ chẳng đùa. Vì chúng ta có thể thấy kích thước của hắn ở Hỏa Long Đại Đuốc là ngang bằng với nắm đấm khổng lồ của Luffy, và ở bản thể chính của hắn thì chỉ có bé tí tẹo như thế này mà thôi. Ngoài ra thì ở dạng Hỏa Long Đại Đuốc, Kaido có thể sử dụng Hỏa Diễm Bát Quái, cứ xem như đây là một đòn phun lửa phiên bản nâng cấp của hơi thở Bolo, vì nó được thi triển trong hình dạng tối thượng của Kaido bằng cách lao thẳng đến đối thủ và khe lửa ra bên ngoài. Việc kết hợp sức nóng của ngọn lửa mà hắn đang bọc bên ngoài với lửa mà Kaido đang thở ra từ miệng khiến cho sức nóng của nó trở nên khủng khiếp, tới mức mà Luffy đã phải sử dụng đến Haki vũ trang cấp cao để không phải chạm vào hắn nữa là hiểu rồi đấy. Bên cạnh đó, với sức nóng cực kỳ khủng khiếp luôn tỏa ra liên tục, vậy nên chỉ cần đứng gần Kaido thôi là sẽ cháy thành tro bụi nếu không chịu nổi nhiệt và sức nóng của hắn. Cơ mà được cái là Luffy cũng không phải là dạng vừa, vì ở dạng Gi 5, cậu hoàn toàn có thể chịu được một chút sức nóng tỏa ra từ Kaido. Mặc dù là Luffy vẫn nóng vờ lờ, nhưng cuối cùng thì đòn tấn công của cậu vẫn mạnh hơn Kaido và khiến cho Hỏa Long Đại Đuốc chính là thứ cuối cùng mà Kaido có thể làm trong màn tranh đấu này. Đúng là dù có mạnh tới mức nào mà không phải là nam chính thì cũng xuống lỗ mà thôi.